Rồi và chị em nhà mình chắc chắn sẽ phải hỏi là trời ơi, serum nhập khẩu gì mà rẻ vậy em? Thì em xin nói với chị em nhà mình một điều nha. Đó là tại sao mà nó rẻ đến vậy? Vì nó chỉ có dung tích là 20ml thôi mà nó đã có 120 rồi. Nếu như mà mấy chị mua cái này mà cái chất này 100ml thì nó cũng 700-800 ngàn nha mấy chị nha. Đó, tại sao các chị mua nước hoa? Bình thường các bạn chị các chị mua một chai 100ml nó có giá 3 triệu mấy một chai. Thì tại sao mấy chị mua chai nhỏ của nó cũng là cái chất đó, cũng là cái mùi đó nhưng nó chỉ có 200 ngàn thôi? Tại vì cái